Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Bảng điểm học tập trung bình 9,5 của Á hậu Phương Anh. Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam năm 2020 Phạm Ngọc Phương Anh có thành tích học tập nổi bật thời cấp 3. Như vậy, cô đã đạt được học bổng toàn phần 4 năm tại Đại học RMIT. Phạm Ngọc Phương Anh sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng lớn lên ở Biên Hòa, Đồng Nai. Phương Anh học tiếng Pháp từ thời cấp 1 tại trường tiểu học Nguyễn Du, thành phố Biên Hòa. Khi cô lên cấp 2, gia đình mới chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Dù thay đổi môi trường học tập, cô vẫn nỗ lực và đạt những kết quả cao nhất. Trong đó, cô đã ghi dấu ấn với thành tích thủ khoa đầu vào khối song ngữ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Điểm trung bình năm lớp 10 của cô là 9,5 cùng chiếc huy chương vàng môn tiếng Pháp tại kỳ thi Olympic ngày 30 tháng 4. Thành tích học tập khủng này đã được Á hậu duy trì suốt 11 năm qua. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét Phương Anh thông minh, sáng tạo và hoàn thành tốt vai trò lớp trưởng. Ngoài ra, nữ sinh còn là người sáng lập chủ nhiệm câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường. Bước sang lớp 12, Phương Anh thu về giải thưởng giải nhất môn tiếng Pháp cấp thành phố Hồ Chí Minh, giải ba môn tiếng Pháp cấp quốc gia. Á hậu Việt Nam nhận bằng khen từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các thành tích của mình. Với các điểm trung bình, 3 năm học trung học phổ thông đạt tới 9,5 điểm cùng thành tích trong các hoạt động ngoại khóa khác, Phương Anh được Đại học RMIT trao học bổng toàn phần 4 năm trị giá gần 825 triệu đồng. Cô quyết định chọn học tại Đại học RMIT dù lúc này còn đậu thêm 3 trường Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh, tuyển thẳng Ngoại thương Hà Nội và Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Học tiếng Pháp từ khi còn nhỏ nên Phương Anh rất tự tin về ngoại ngữ. Cô đã thi đậu bằng C1, mức cao cấp của tiếng Pháp. Ngoài ra, cô còn thi đậu ELIC với kết quả 8.0. Trước đó, Phương Anh còn chiến thắng tại cuộc thi Nữ sinh áo dài Việt Nam năm 2015. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.